Kính thưa quý khán thính giả, năm Ất Mùi đã đến, người Việt trong và ngoài nước nhộn nhịp đón một năm mới. Nhưng chúng ta không quên những người bạn, những nhà đấu tranh cho tự do và dân chủ cho Việt Nam hiện đang bị cầm tù. Năm 2015 là năm thứ 40 người dân miền Nam mất đi quyền con người, và là một quãng thời gian thật dài mà dân tộc ta phải chịu nhiều đau khổ dưới sự cai trị độc quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước thềm năm mới, SPTN xin gửi đến quý khán thính giả lời chúc đầu năm của các nhà đấu tranh dân chủ. Kính thưa toàn thể đồng bào là khán giả của đài SPTN quốc nội và cũng như hải ngoại, tôi là linh mục Đinh Hữu Thoại, đồng chí thế là thành viên ban đại diện hội đồng liên tôn Việt Nam. Năm Giáp Ngọ đã nhường bước cho năm mới Ất Mùi, không khí hân hoan của năm mới đang lan tỏa nơi từng người trong quý vị. Mùa xuân mới luôn mang lại cho chúng ta một niềm hy vọng. Trong năm cũ vừa qua, chúng ta đã làm được nhiều điều trong việc thúc đẩy đất nước Việt Nam ngày càng thăng tiến. Các quyền căn bản của con người tại Việt Nam đang còn ở trong sự cai trị của một thể chế độc tài, toàn trị và tam quyền không phân lập. Kính chúc đồng bào quốc nội và hải ngoại trong năm mới này tiếp tục con đường hy vọng để dấn thân cho quê hương Việt Nam được thoát khỏi thách cai trị độc tài và yếu kém, đưa đất nước ngày càng tệ hại hơn. Xin quý vị cũng đừng quên những anh chị em tù nhân lương tâm đang còn bị giam cầm trong các nhà tù Việt Nam, chỉ vì họ đã dấn thân lên tiếng cho một đất nước Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn. Xin kính chào và cảm ơn. Minh Hạnh xin kính chào quý vị thính giả nghe đài của đài SPTN. Trước hết, Minh Hạnh xin gửi lời chân thành cảm ơn vì trong suốt thời gian qua, Minh Hạnh nhận được tình cảm yêu thương từ quý vị. Năm nay, năm đầu tiên, Minh Hạnh được đón một cái Tết ở bên ngoài cùng với gia đình của mình sau những năm tháng ở tù. Minh Hạnh cũng cảm thấy có một chút gì đó niềm vui và hạnh phúc. Tuy nhiên, niềm vui và hạnh phúc đó chưa trọn vẹn khi những người cộng sự của Minh Hạnh hiện nay vẫn còn đang bị giam cầm trong nhà tù Cộng sản Việt Nam. Phải nói trong hai ngày, ngày 14 tháng 2 và ngày 15 tháng 2, Minh Hạnh đã đến và thăm các anh cùng với gia đình. Mặc dù không được gặp, nhưng Minh Hạnh có thể nhận ra dáng vóc của anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng từ đằng xa, bởi vì rất dễ để mình nhận khi mà anh Hùng xách những món quà mà đích thân Minh Hạnh đã chuẩn bị cho anh. Và bên cạnh anh là một cán bộ trại giam đi bên cạnh để mà hộ tống anh. Phải nói là chỉ có những tù nhân lương tâm mới được những cái đặc ân hộ tống như vậy. Và anh ốm hơn rất nhiều, làm cho Minh Hạnh không thể nào tin đó là anh Hùng. Trước đó anh Hùng rất là to, cao, mập mạp. Anh Hùng đã không chấp nhận nhận thực phẩm trong ngày Tết để phản đối những chính sách bất công của trại giam, những quyết định không thực hiện đúng theo luật pháp Việt Nam. Và còn anh Đoàn Huy Chương thì năm nay phải nói rằng đó là một cái năm mà Minh Hạnh xót xa nhiều nhất cho anh Chương, khi mà anh Chương không được gặp vợ con trong ngày Tết, không được nhận quà thăm nuôi trong ngày Tết, và anh đang phải bị chịu cầm chân trong phòng kỷ luật và không có một cái biên bản kỷ luật được cung cấp cho gia đình. Thậm chí vợ của anh Chương còn bị xua đuổi, làm cho lòng Minh Hạnh cảm thấy rất là buồn, đau đớn, xót xa. Tuy nhiên thì Minh Hạnh cũng hy vọng rằng mặc dù khó khăn như vậy, nhưng mà tinh thần của hai anh vẫn vững chãi, và hai anh sẽ hạnh phúc trong tình yêu thương của Minh Hạnh, của gia đình của hai anh, và đặc biệt là của quý vị khán giả đang nghe đài SPTN trên khắp mọi miền đất nước, luôn hướng về hai anh, dành tình cảm đặc biệt cho hai anh, quan tâm tới hai anh để hai anh có những tinh thần sức mạnh vượt qua tất cả mọi chông gai thử thách. Nhưng năm nay, một năm đầu tiên ăn Tết cùng gia đình sau những ngày ở tù, thì Minh Hạnh xin chúc quý vị thính giả nghe đài một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, và hy vọng rằng những người công nhân
trên đất nước Việt Nam sẽ có cơm no, áo ấm, Việt Nam sẽ có dân chủ, nhân quyền thực sự và ánh sáng sẽ chiếu trên quê hương của chúng ta. Chỉ còn ít phút nữa thì những thời khắc cuối cùng của năm âm lịch 2014 sẽ qua đi và năm mới 2015, năm Ất Mùi sẽ đến với không chỉ đồng bào Việt Nam ở trong nước mà cả đối với người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Nhân cái thời khắc này thì thay mặt cho hội anh em ban chủ ở trong nước, tôi xin gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đồng bào Việt Nam tại hải ngoại cũng như những quý khán thính giả của đài SPDN khắp nơi trên thế giới. Tôi xin chúc quý vị cùng gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và đạt được những điều mong ước trong cuộc sống. Như chúng ta đã biết, trong một năm vừa qua thì phong trào dân chủ Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể, mặc dù chưa đáp ứng được những cái kỳ vọng của người Việt ở khắp nơi trên thế giới cũng như đồng bào trong nước, nhưng mà chúng ta đã được đạt được những thành tích đáng ghi nhận, đó là hàng loạt các cái tổ chức xã hội dân sự đã ra đời và đã có những cái sự phối hợp với nhau rất là mạnh mẽ trong việc ra các bản tuyên bố chung gửi đến đồng bào trong nước cũng như là cộng đồng quốc tế về các vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Để đạt được thành tựu như vậy thì cái sự đóng góp và ủng hộ của đồng bào Việt Nam ở hải ngoại đóng một vai trò rất là quan trọng. Tôi cũng mong rằng trong năm mới 2015 thì phong trào dân chủ trong nước nói chung và hội nhân dân chủ nói riêng sẽ xin được tiếp tục nhận được sự ủng hộ cổ vũ to lớn của đồng bào Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới để phong trào dân chủ sẽ có một bước tiến mạnh mẽ hơn nữa để có thể bảo vệ được các quyền con người cơ bản cũng như là thiết lập được một cái tiến trình dân chủ cho đất nước Việt Nam. Và chúng ta mong rằng trong một thời gian không xa nữa thì người Việt Nam dù sinh sống ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng sẽ hưởng được cái giá trị về quyền con người như nhau và đất nước Việt Nam sẽ sớm được tự do dân chủ. Đó là cái ngày vui lớn nhất của dân tộc Việt Nam. Một lần nữa, trước khi chia tay thì tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc đến tất cả quý khán giả của đài SPTN. Mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm, trái ngọt, trời xanh lọt biếc, sẽ chỉ là mùa xuân của đất trời. Riêng còn có một mùa xuân khác ở trong lòng mỗi người mà đôi khi chúng ta phải đi tìm mới thấy. Đứng trước thềm xuân này, tôi cầu chúc cho người Việt, đặc biệt là những người đấu tranh, có một mùa xuân, có một năm được trọn vẹn như lòng thường khao khát, chúc cho công cuộc đấu tranh của chúng ta ngày càng hiệu quả hơn. Kính thưa quý đồng bào, tôi là Nguyễn Bắc Truyển, đang sinh sống tại Sài Gòn, Việt Nam. Nhân dịp Tết Dân tộc Ất Mùi 2015, tôi kính chúc quý đồng bào được nhiều sức khỏe và được nhiều thành công trong cái sự nghiệp của mình. Trong năm 2014, năm Giáp Ngọ vừa qua, chúng ta đã có những cái đạt được những cái bước tiến về vận động dân chủ nhân quyền cho Việt Nam. Những cái thành tích này thì so với cái cuộc vận động nó còn rất nhỏ, tuy nhiên đó là những cái cơ bản để cho chúng ta trong năm 2015 sẽ cố gắng hơn nữa để làm sao cho Việt Nam trở thành một cái đất nước dân chủ nhân quyền thực sự. Và khi đó đồng bào của chúng ta sẽ được trở về Việt Nam đón Tết cùng với thân nhân và những người thân yêu của mình. Xin kính chào quý vị.